Ok, Westco, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh game của mình nhá. Chúng ta đang chơi đi vào 32 trên chương 1. Ok, khẩu súng mình đang cầm là AK Pro, AK vàng, AK mã vàng, các bạn nhìn chưa? AK vàng luôn, toàn luôn. Ok, bắn rất nhạy, trời ơi, rất nhạy luôn. Ok, mình đang đi tìm rất nhạy 132 bạn. Ok, bạn hay máu rồi, máu à? Nhát shot luôn, xa vậy mà vẫn nhát shot được luôn. Mà súng xịn, súng xịn bắn được tiết kiệm đạn một chút. Ôi, lại ô tô nữa mình. Ôi, trời, bắn rất xịn. Một mình đấu với 38 tên, mình giết được 15 tên là một nửa rồi. Ôi, ít là thử ăn khẩu súng của hắn. Mình còn 20 viên đạn thôi, chắc phải thay súng rồi. Đúng của AK Pro mình chịu hơn nhiều. Tên nào? Ồ, mới mất có 18 máu rồi, chưa thấm gì rồi. Hai tên, hai tên cùng tên là ai? Đẩy chân mình chết luôn. Mục bạc hay mục đen, hát to. Xin khẩu súng. Còn 6 tên nữa. Mình hút máu đó. Ồ, cậu 50 máu. Mười 3 phút nữa. Ok, Westco tiếp theo là đi vào 33 chương 1. Tên đã ra đi. Ồ. Đồng thuốc. Ôi. Ờ. Ăn máu, 50 máu, hút máu tiếp càng. Ai tên một lúc. Ê. Còn một tên duy nhất trên năm ấy. Ok, Westco tiếp tục trận 30 và 34 chương 1, một mình tiêu diệt 40 tên. Quyết đấy. Một em, hai em, ba em. Bốn em. Nằm yên. Sáu yên. Ui. 7 yên. 8 yên. 9. Mẹ có mấy triệu đòi xem lồn bố mẹ có con cặn. Nó không được như này đâu. Rồi. Rồi 1. Rồi 2. Rồi 3. Rồi 4, 15. Rồi 6. Rồi 7. Rồi 8. Rồi 9. 20.